Xin chào quý anh chị nhé. Thì hiện tại em đang có mặt bên Tân Khánh 03 và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho quý chị cùng đi tham quan một căn nhà sổ chung. Căn này thì bên em mới có xây xong nhá, thì đang còn đưa vào lắp ráp nội thất, cửa cung các thứ nữa là xong nhá. Căn nhà này của mình thì có vị trí đường trước nhà lên tới 5m này, ở đây đường đá nhá, đường 5m, và vị trí này là thuộc đường nhánh của đường Tân Khánh 03, đường thông nhá, lên tới 5m đường đá này. Và từ vị trí này thì anh chị em đi về hướng chợ Tân Khánh nó cách khoảng chừng 800m nhá. Đi chợ khoảng chừng 5 phút tới nơi à. Nhà rất là đẹp nhá. Nhà sổ chung mới hoàn thiện xong này. Diện tích của nó là ngang 4m, dài 15m nhá. Nhà sổ chung có sân ô tô nhá. Được thiết kế theo kiểu mẫu nhà cấp 4 này. Đấy, nhà rất là đẹp này, nhà này nằm chính đông nhá. Thì những quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà mà hướng đông ý, thì mình nên tham khảo mẫu con này nhá. Diện tích ngang 4m, dài là 15m nha. Sân ô tô rất là đẹp luôn này. Đường thông thoáng nhá, đường thông này. Dân ở đây thì cũng kín hết rồi. Cái này có công ty cái thứ rất là gần nhá. Đi làm rất là gần, đi chợ, nói chung là đi chợ đi học cái thứ ấy. Mình cho con cái đi học cũng rất là gần, là tiện nhá. Thì ngoài đây chúng ta có một không gian sân ô tô này. Sân này thì nó dài tới gần 5m nhá. Và kết hợp với không gian cổng này. Cổng xây nhá, 40. Thông máy ngói này. Đấy, còn lắp cáp cổng nữa xong rồi. Hai bên tường thì bên mình có dây cao cái không gian cổng nhá, dây cao hơn 1m và dán gạch này. Đấy, thì cái này mấy bút mình còn bán can ăn cái hàng rào nữa xong rồi. Mặt tiền thì thiết kế cái kiểu mẫu nhà cấp 4 này, rất là đẹp nhá. Đấy, trang trí mặt tiền cũng dán gạch. Cửa sắt 4 cánh nhá. Không gian sân ô tô rất là rộng rãi này. Nhà này thì còn lắp ráp nội thất và là dọn dẹp mới xong nhá. Còn cơ bản là phần hoàn thiện, phần xây đã xong rồi. Một phòng khách này. Trong này thì mình dán gạch 60 nhá. 60 mà phòng khách trên này chiều dài tới 5m nhá. Chiều ngang 4m. Trên tường thì bên mình cũng dán gạch cao hết 1m2 này. Từ ngoài đây từ vào trong kia nhá. Không gian phòng khách thì bên mình đã thiết kế một cái ô trang trí này. Ô nhấn này. Mai mốt mình dán trên giấy nhá. Và kết hợp với không gian trần cao này. Đấy. Rất là đẹp. Phía bên hông có cửa sổ này, bên hông nhà ta thì vẫn đã trống nhá, rất là mát. Nhà này chính đông, buổi chiều cực kỳ là mát này. Nhà này thì mình có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, không gian phòng khách, bếp và không gian phòng thờ nhá. Sân ô tô riêng biệt luôn. Đấy, nhà rất là đẹp, mẫu này rất là đẹp nhá. Giá con này bên mình đang bán là 880 triệu nhá. Quý anh chị nào mà quan tâm thì hãy liên hệ với mình để đi xem nhà nhá. Căn này hiện tại vẫn đang còn nhá. Sân bếp này, đấy, rất là sạch sẽ. Phía bên hông không gian bếp cũng cửa sổ luôn nhá. Đấy, một cửa sổ đây đi đem hết một phòng ngủ cuối nhà này. Diện tích sử dụng khoảng chừng 10m2 nhá. Gạch cũng có dán gạch cao hơn 1m này, xài cửa nhôm. Và phía bên hông bên phải đây là không gian của nhà vệ sinh này, một nhà vệ sinh nhá, cũng đầy đủ các thiết bị vệ sinh này, có cửa ô thông gió này, đằng trước và sau luôn. Đấy, không gian ngoài đây thì mình để máy giặt nhá. Ổ điện cắm đầy đủ luôn này, là cửa nhôm nhá. Không gian bếp thì nói chung là cũng rất là rộng rãi nhá. Bàn bếp đây, điện đi âm hết này. Không gian gạch thì cũng dần cao hơn ở ngoài này, rất là sạch sẽ nhá. Cầu thang thì bên mình còn đang cầu thang nữa xong này. Cầu thang tem bình gỗ nhá, bậc đá cương này. Đấy, trên này thì chúng ta không gian từng đẩm chúng ta này. Không gian phòng thờ đầu tiên nhá. Một không gian phòng thờ đây nó rơi vào hơn 4 viên gạch, 6424 rơi vào hơn 2,5 nhá. Một phòng thờ vào đây. Đấy, trước này sử dụng mặt trần lên cao nhá. Và trong này thì chúng ta có một không gian phòng ngủ này. Một phòng ngủ nhá. Đấy, sử dụng khoảng chừng 10m2, 11m2 gì đấy. Cửa phiên hông kìa. Đấy, cửa sổ luôn. Phía này thì có nhà vệ sinh này. Đấy. Đấy, ốc cao cũng gần 1,5m. Đều có ô thông gió này. Trước và sau đều có luôn. Đầy đủ các thiết bị vệ sinh nhá. Xài cửa nhôm. Đấy, diện tích ngang 4m, dài 15m nhá. Trên tầng cao rất là đẹp. Giá 880 triệu, ba công chứng vi bằng nhá. Nằm gần chợ Tân Khánh. Đi chợ khoảng chừng 5 phút tới nhá. Nhà mới hoàn thiện xong. Hiện tại đang còn những quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà thì hãy liên hệ với mình. Thì mọi thông tin chi tiết căn này thì em có để dưới phần mô tả nhá. Cả nhà xem qua và có nhu cầu đi xem nhà cũng như mua nhà thì hãy lại với mình nhá. Quý anh chị xem xong thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể xem những video mới nhất. Mà khi nào bên em có bên em phát hành thì hệ thống sẽ tự động báo về cho mình để mình xem nhá.
Đây, đường 5m này, rất là rộng rãi, đường ô tô nhá, thông luôn. Phía này thì cũng thông sang đường Tân Khánh 03 này và thông sang cây xăng Khánh Hội nhá. Đấy. Nhà rất là đẹp luôn. Rồi em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video nhá. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại.